Mình chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để cùng mang đến cho quý vị những tin tức hấp dẫn nhất trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, mới nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự xã hội đã diễn ra trong ngày và ngay sau đây là những tin chính. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay, các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị các bạn nội dung sau. Quảng Đông hứng chịu trận lụt lớn nhất trong lịch sử, nước từng ngập cao đến tầng 3. Kính thưa quý vị khán giả, mưa lớn đã xảy ra ở miền Nam Trung Quốc trong vài ngày. Báo cáo lũ lụt do Bộ Tài nguyên nước công bố cho thấy trận lũ lụt số 4 ở sông Bắc Giang thuộc lưu vực sông Châu Giang trong năm nay sẽ phát triển thành một trận lũ thảm khốc và cảnh báo thiên tai lũ lụt màu đỏ lần thứ 2 được ban hành trong năm nay. Vừa qua, trận lụt lớn nhất được ghi nhận đã xảy ra tại thành phố Trinh Đê, tỉnh Quảng Đông. Nước từng ngập đến tầng 3 và gần 470.000 người bị ảnh hưởng bởi trận lũ lụt. Theo các phương tiện truyền thông Trung Quốc đưa tin, Trinh Đê, Quảng Đông ở lưu vực sông Bắc Giang, miền Nam Trung Quốc đã hứng chịu lũ lụt trong nhiều ngày, thành biển chỉ sau một đêm. Trở thành kỷ lục cao nhất kể từ năm 1915 trong toàn bộ lưu vực sông Châu Giang, truyền thông địa phương ở Quảng Đông đưa tin khu vực này đang phải đối mặt với trận lụt thế kỷ lớn hơn năm trước. Mưa xối xả, thiên tai từ khắp nơi đổ về, chính quyền địa phương ra thông báo tạm dừng công việc và học sinh nghỉ học, cảnh sát và lính cứu hỏa cũng tiếp tục giải cứu những người mắc kẹt trong trận lũ. Sản phụ đã sinh con nhưng không thể đến bệnh viện do mưa lũ và được thông báo là bác sĩ sản khoa đã được điều động đến hiện trường. Sau một tiếng rưỡi, sản phụ và cháu bé đã được đưa đến nơi an toàn trong bệnh viện. Các tỉnh ở miền Nam Trung Quốc là trung tâm sản xuất lớn. Dịch COVID-19 trước đây đã ảnh hưởng đến tình hình cung ứng. Hiện nay lũ lụt đã ập đến nhiều ngôi nhà, nhà máy và đất nông nghiệp gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế. Riêng ở Quảng Đông ước tính vào khoảng thiệt hại ít nhất là hơn 1,7 tỷ nhân dân tệ, khoảng 7,5 tỷ đài tệ. Tuy lũ lụt ở một số khu vực đã từ từ lắng xuống nhưng để lại một lượng lớn. Thưa quý vị, mưa lớn ở Quảng Đông, Quảng Tây và Phúc Kiến mấy ngày qua đã gây ra lũ lụt, nhiều ngôi làng bị biển bao phủ. Ngoài ra, con đập lớn thứ hai ở Quảng Đông đã xả lũ khiến thảm họa thêm trầm trọng. Một người đàn ông họ Lý ở Trung Quốc cũng bị ngập nhà nhưng vẫn thản nhiên ngồi trên thuyền xem TV, cư dân mạng nói. Ở Quảng Đông không chỉ có ô tô mà còn có cả thuyền. Có người hỏi, ông có sợ rò rỉ điện không? Theo báo cáo của Sohu, một người đàn ông họ Lý sống ở thành phố Chiêu Khánh, tỉnh Quảng Đông sống ở tầng 1. Hai ngày qua, trời mưa thường xuyên gây ngập lụt, mực nước khoảng cao ngang đầu gối người lớn. Trên thuyền bình tĩnh hơn, ngồi thuyền xem TV, anh Lý cho biết gia đình làm nghề chài lưới nên có tàu đánh cá là chuyện bình thường, nay nước đã rút. Cư dân mạng nói, không sợ bị rò rỉ điện à, vẫn phải cẩn thận đừng để rò rỉ điện. Người khác cười nói, nhà to thế mà thả thuyền được, đi câu cá dọc đường cũng được. Rời ạ, bình tĩnh thế là đủ rồi, chủ yếu là do nhà có thuyền. Đường thuộc phi thật là khó, trong những trận mưa lớn ở Tứ Xuyên, nhiều con đường bên ngoài bị gián đoạn và không được khai thông, giống như một hòn đảo bị cô lập. Vào ngày 8 tháng 8, ngày của cha, tại sườn phía đông của sông Shimeng, một nhánh của sông Minjiang ở Mesan, Tứ Xuyên, nhà cửa và đất nông nghiệp ở nhiều thị trấn và thị trấn dọc theo sông bị ngập lụt và thảm họa đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mưa lớn tiếp tục ở Trung Quốc, Tứ Xuyên bắt đầu hứng chịu mưa lớn từ đầu tuần này. Thống kê đến trưa hôm qua, nhiều tuyến đường trong tỉnh đã bị phong tỏa, trong đó có 5 đường cao tốc và 5 trạm thu phí, 12 quốc lộ. Khoảng 100.000 người trong tỉnh bị ảnh hưởng bởi sự cố đường tỉnh lộ, nặng nhất là Mesan. Gần như toàn bộ thành phố bị ngập lụt, khoảng 21.000 người bị ảnh hưởng. Hôm qua tại Lạng Sơn, Tứ Xuyên, đỉnh lũ của thượng lưu sông Minjiang, Gingyi và Dadu đi qua khu vực thành thị của Lạng Sơn. Theo báo cáo tổng hợp của báo chí Trung Quốc, lượng mưa lớn trong ngày hôm qua tập trung ở phía Tây Quảng Nguyên, trung tâm Manyang, Tây Đức Dương và Tây Thành Đô. Trong đó, trạm Phi Trang, Sung Phong Town ở Đức Dương đạt mức 191,7mm. Mưa lớn có thể tiếp tục trong ngày hôm nay và Đài quan sát khí tượng Tứ Xuyên sẽ tiếp tục đưa ra cảnh báo mưa bão màu da cam. Cũng trong ngày hôm qua, đỉnh lũ của thượng nguồn sông Minjiang, sông Qingyi và sông Dadu đã đến nơi hợp lưu của ba con sông ở Lạc Sơn đã phân tích ở Tứ Xuyên. Trong hai ngày, khoảng 107.000 người ở tỉnh Tứ Xuyên đã bị ảnh hưởng bởi thảm họa, trong đó có 6 người chết và 5 người mất tích. Ở Yanyan, 11 người chết và mất tích do thảm họa và hơn 40.000 người đã chuyển đi và tái định cư.
các đỉnh lũ của thượng lưu sông Mekong, Kinh Gi và Đa Đu đã đến nơi hợp lưu của ba con sông trong thắng cảnh Lạc Sơn Đại Phật ở Tứ Xuyên. Những ngôi nhà ngập nước ven sông ở thị trấn Siu Wen, thành phố Mê San, tỉnh Tứ Xuyên hôm vừa qua bị ảnh hưởng bởi mưa bão liên tục. Mưa bão lớn và lũ lụt đã xảy ra ở quận Đông Po và quận Pe San của thành phố Mê San, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều thị trấn ven sông. Thưa quý vị, mưa liên tục xối xả đổ xuống thượng nguồn sông Dương Tử cho đến khi lũ tràn thẳng đến đập Tam Hiệp vào ngày hôm qua, và khả năng chứa lũ của đập Tam Hiệp lại tiếp tục được thử nghiệm một lần nữa. Trung Quốc đã phải hứng chịu những trận mưa lớn liên tiếp kể từ tháng 6. Sông Dương Tử và sông Hoàng Hà thường xuyên hứng chịu lũ lụt kể từ hôm đầu tuần. Những trận mưa lớn đã ập đến Tứ Xuyên ở thượng lưu của đập Tam Hiệp, trong đó thành phố Yayan bị ảnh hưởng nặng nề. Các quan chức cho biết lũ lụt đã khiến 6 người chết, 5 người mất tích, nhiều tuyến đường và điện bị cắt do lũ quét. Ngoài ra, sông Kinh Gi nằm ở thượng lưu sông Dương Tử đã ngập với mực nước cao nhất trong lịch sử. Theo Đài quan sát khí tượng Trung ương, lượng mưa lớn ở Tứ Xuyên sẽ tiếp tục trong những ngày tới, sẽ lại kiểm tra khả năng chứa lũ của đập Tam Hiệp thêm một lần nữa. Theo báo cáo toàn diện của các phương tiện truyền thông, kể từ đầu tuần, mưa bão lớn đã làm ngập Yayan, Quảng Nguyên, Biên Dương, Đức Dương, Thành Đô, Mê San và những nơi khác ở Tứ Xuyên. Trong số đó, thành phố Yayan phải hứng chịu thảm họa tồi tệ nhất. Mực nước sông và các khu vực khác nước dâng cao, nước tràn thẳng vào làng khiến đường xá, nhà cửa bị cuốn trôi, thiết bị điện hư hỏng. Người dân còn quay video kinh hoàng cảnh một xe tải trọng lớn lao trực diện vào dòng nước. Ở thành phố Yayan, 5 người chết, 5 người mất tích. Ngoài ra, mực nước sông Kinh Gi ở thượng nguồn sông Dương Tử đã lên cao kỷ lục, đã hình thành trận lũ số 5 năm 2022 vào lúc 3 giờ 35 phút ngày hôm qua và sẽ đổ thẳng vào đập Tam Hiệp. Văn phòng Chỉ huy phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh Tứ Xuyên đêm qua đã ban bố thảm họa lũ quét toàn tỉnh. Cảnh báo đỏ là mức báo động cao nhất, và theo dự báo thời tiết Trung ương, mưa lớn sẽ tiếp tục cho đến cuối tuần tới và tình hình kiểm soát lũ lụt ở vùng thượng lưu của đập Tam Hiệp rất nghiêm trọng. Thưa quý vị, theo các phương tiện truyền thông tổng hợp, trận mưa lớn ở Trung Quốc ngày hôm qua chủ yếu tập trung ở lưu vực Tứ Xuyên và các khu vực lân cận. Trong 3 ngày tới, tâm mưa lớn sẽ di chuyển theo hướng đông đến trung và hạ lưu sông Dương Tử, Trùng Khánh, Quý Châu, Giang Sơn, Giang Hoài và Bắc Giang Nam sẽ có mưa to đến rất to, mưa to cục bộ kèm theo dông. Lượng mưa lớn hàng giờ, dông cục bộ và gió mạnh. Trời thời tiết đối lưu mạnh. Dự kiến thượng lưu dòng chính sông Hoài Hà và hồ Triều Hồ sẽ có nhiều mưa. Ở phía Tây An Huy, Đông Bắc Hồ Bắc và Tây Bắc Hồ Nam cần đề phòng các tai biến địa chất có thể xảy ra mưa nặng hạt. Trong những ngày qua, hơn 27 tỉnh đã bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, hơn 45 triệu người bị ảnh hưởng và hơn 35.000 ngôi nhà bị hư hỏng, và cuộc khủng hoảng ngày càng nghiêm trọng hơn. Vừa qua, một trận lở đất lớn đã xảy ra ở Sampa, làng Mahe, thị trấn Trung Bao, thành phố SC, tỉnh Hồ Bắc. Khoảng 1,5 triệu mét vuông đất trượt xuống sông Khin Yang, chặn kênh và tạo thành một hồ đập. Nước thấm ở hồ đập có nguy cơ vỡ đập. Các làng gần đó đang di rời dân cư để đề phòng thảm họa sau khi vỡ đập. Ô tô ngâm nước ở 8 thành phố ở tỉnh Quảng Đông, học sinh phải nghỉ học. Thưa quý vị, gần đây nhiều nơi ở Quảng Đông xảy ra mưa lớn, làm ngập đường, ô tô ngập trong nước. Theo tin tức mới nhất, 8 thành phố bao gồm Quảng Châu, Phật Sơn và Chu Hải ở tỉnh Quảng Đông đã ban hành thông báo tạm dừng các lớp học do mưa xối xả. Theo AFP, chính thức của Yangchen Evening News và Yangchen Pai đưa tin rằng Văn phòng Phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh Quảng Đông và Cục Quản lý Khẩn cấp tỉnh đã quyết định nâng cấp ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt cấp 4 lên cấp độ thứ 2. Tính đến sáng nay, 8 thành phố ở tỉnh Quảng Đông, Quảng Châu, Phật Sơn, Chu Hải, Trung Sơn, Chiêu Khánh, Dương Giang, Giang Môn và Nam Nguyên đã ra thông báo nghỉ học. Tuy nhiên, một cư dân mạng địa phương đã để lại lời nhắn, làn sóng nghỉ học này hơi xấu hổ, không có bóng dáng của Yu Mao ở Quảng Châu nên những đứa trẻ phải nghỉ học và ở nhà. Một số cư dân mạng còn cho rằng an toàn là điều quan trọng nhất. Hôm qua tôi không thể nhìn thấy nó trên con đường mưa lớn ở Taiyuan. Rõ ràng, một số con đường sâu đến mức phải đóng cửa và một nửa số xe tải bị ngập. Brand New đưa tin nhiều nơi ở Quảng Đông đã hứng chịu những trận mưa lớn. Từ 2 ngày nay, Quảng Đông bước vào chế độ mưa bão, mở ra những trận mưa lớn nhất từ liên tục đến mạnh nhất trong năm nay. Đoạn video được đăng tải trên mạng cho thấy khu đô thị bị ngập nặng, mực nước trên đường ngập sâu, ô tô chìm trong nước, người đi xe máy chậm lại trong sông. Nước lũ ngập đến đầu gối của những người lính cứu hỏa.
Đài quan sát khí tượng trung ương đại lục đã nâng cấp và đưa ra cảnh báo mưa bão màu da cam. Dự kiến từ 8 giờ ngày hôm nay đến 8 giờ ngày mai, hầu hết Quảng Tây, Quảng Đông, miền Tây và miền Trung và Nam Phúc Kiến, Nam Giang Tây, Tây Nam Quý Châu và Đông Vân Nam sẽ có mưa to. Trong đó, một số khu vực ở Trung Quảng Đông và Đông Quảng Tây có mưa to từ 100mm đến 180mm, mưa to cục bộ từ 250mm đến 280mm. Một số khu vực đi kèm với thời tiết đối lưu mạnh như mưa lớn trong thời gian lớn, dông bão và gió giật mạnh. Những thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của 30 tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo của Tin Mới.